À, thầy xin chào Hiếu. Để cho mình lại gặp nhau vào một ngày cuối tuần. Nay thầy cho mình lại tích cực làm tiếp các cái bài tập về dưới dạng đề thi. Hiếu sáng dậy đi sớm này có kịp ăn sáng không Hiếu? Chạy tốc chạy tháo để lên trường học với thầy Thành nhỉ? Thầy xin chào Việt nhé. Chờ thêm một giây. Trung học cơ sở nó là chỗ nào? Rồi, sáng nay thầy trò mình sẽ bắt đầu với một cái bài thi. Chúng ta sẽ bắt đầu làm các cái content. Sáng nay ở chỗ thầy thời tiết nó cũng khá đẹp, chắc là trên Lào Cai thời tiết cũng sẽ đẹp nha. Hôm nay thời tiết khả năng là hơi nóng, không biết nóng hay là do thầy ăn mì tôm, nhưng mà khi nay thầy vừa làm bát mì tôm nóng người luôn. Người ta sẽ làm thử con tách đầu tiên. Riêng Hiếu với Việt là khi thầy mời ăn mì tôm là phải combo combat đủ các loại vào bên trong, ta tạm gọi là topping đúng không? Người thân làm trẻ.
Hôm nay vui giời khổ thân cái ông con rể Dũng chưa làm ăn được gì mà đã ốm mất rồi, buồn ghê. Thế thời tiết này đúng thật là nó cũng rất khó, nó cứ thay đổi xoành xoạch, sáng nắng chiều mưa, giữa trưa thì nó lại bình thường, thế nó mới hảo hẳn. À, chờ thêm 1 giây để lấy một cái đề. Đây là cách thì lưu trữ dữ liệu thôi rồi. Dữ liệu của thầy Thành trả lời quá. Con tem này thì nó 80, con tem này chưa đâu nào. Đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy em nó. Hôm nay đã là mùng 9 rồi, để cho mình còn 11 ngày nữa. Ủa, sao lại lỗi thế này? Nhớ. Vâng, xin chào cô Huấn. Chào buổi sáng vào ngày thứ bảy cô Huấn nhé. Cứ được mấy ngày cuối tuần để cô Huấn toàn phải dành cho thầy Thành và các em. Đáng ra thời này gian này là cô Huấn đó.
dành thời gian cho việc chăm sóc bản thân và làm việc. Thế lại cô lại dành hết cho thầy trò mình, thế mới lạ chứ. À, thầy đã gửi cái file đề ở trong cửa sổ chat và trong nhóm Zalo. Các bạn bắt đầu làm bài nhé. Bây giờ là 7 giờ 12 phút. Bài thứ nhất các em có 10 phút để làm. Đúng 8 giờ 23 phút. Bạn chờ đợi 1 giây.
không để em có bạn ở đây. Các em làm khẩn trương à, tăng tốc làm lên này, cố gắng 10 phút một bài chạy thử.
Rồi các bạn có 2 phút nữa để hoàn thành nhé.
Ừ. Thầy đang biên tập lại cái đề này, thì sau khi các bạn học xong phát là ta có nhiều tập đề để ôn luôn. Sao Hiếu? Có gì nói ngay, có gì chia sẻ màn hình. Ở trong câu 3 người ta nói rất rõ là tìm hai số có tích lớn nhất. Ở đây người ta không đề cập liên quan không đề cập đến liên tiếp hay không liên tiếp. Điều đó có nghĩa mình được phép chọn liên tiếp hoặc chọn không liên tiếp. Vậy thì tổng quát lên nó là không liên là chọn hai số bất kỳ. À, mấy đứa nào nhắc thầy Hiếu hỏi có bỏ câu mà thầy hát hơi ghê. Nó chọn hai số bất kỳ nhé. Thì mình nghĩ sách nó khó nghe. Ủa, thôi tay rồi. Nhắm đi. Chẳng bị chế đi, chẳng bị chế. Đây, ta biết nhiều ý. Và làm xong câu này chuyển câu tiếp nhé.
Thiếu nộp bài em mini. Chưa thấy nộp bài em. Rồi ta sang cái nội dung bài thứ nhất là về cái chủ đề về bài tập tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Nên đầu tiên thì thầy trò mình sẽ có thầy trò mình. Trở về cái đề tài của chúng ta. À, bố chào con trai của bố. Ôi, con mới được dậy à? Chán chán trong nhà mới có mặc quần đẹp đấy, bố nhớ con quá, tham gia bố ngủ dậy sớm nhá, bố vợ tôi để cho mấy ngủ thêm một tí nữa mẹ bố đang bị định định kiếm tuyết để làm, nhưng mà cũng có của thằng tuyết là qua buổi chị em đấy nhé, em đi tới đi sang bảo. Bà em đòi quà mà cho em nhé. Về thì mình ăn nhé. Sự quá, sự quá. Có thể chưa? Đấy. Tôi Yêu chồng đấy.
Ủa, sao lại lên chín như này? Cũng cầm bụng bằng không. Bố đang chuẩn bị chữ bài cho các anh thì con nội trai của bố xuất hiện. Nhỉ, bé yêu nhỉ. Nghe bố bố cho con đi đánh răng. Đấy nhỉ. Thế Đèn pin của con, pin kia của con. pin bố đã lắp vào trong tông tin mới, pin sạc được đấy. Các bạn cứ làm bài nhé. Chờ thầy. Ô thầy chào Trương nhé. Quá này. Thầy con hả? Đây có quả pin ở đâu này. Các bạn chờ thầy.
Để chúng ta bắt đầu nhé. Sau khi thầy tiến tiến lùi lùi thì hiện tại thì đã xem bài nộp của các em. À, hiếu Việt có 2 bài đầu và ta có 1 tiếng. Ta có đề thi có 2 tiếng rưỡi, 150 phút. Thì chúng ta sẽ giải quyết. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài toán thứ nhất. Cái bài toán số 1 thì ta sẽ thực hiện luôn. À, ta quay sang cái bài thứ nhất. Đề bài cho các số nguyên dương MNPQ tìm giá trị nhỏ nhất của các cái số này. Như vậy đây là thuộc lớp bài toán khá quen thuộc, đó chính là bài toán đi tìm giá trị nhỏ nhất của các số. Tư tưởng của cái thằng tìm giá trị nhỏ nhất thì thông thường ta sẽ xem thằng đầu tiên là thằng nhỏ nhất. Ta mang giá trị nhỏ nhất này so sánh với lần lượt các cái giá trị còn lại. Cái số nào mà lớn hơn nó thì ta sẽ sao cái này định dạng nó kỳ quặc này. À, cái thằng nào nhỏ nhất, cái thằng nào mà nhỏ hơn nó thì thằng đó sẽ là thằng tốt nhất tới thời điểm đấy. Như vậy thì để tìm được giá trị nhỏ nhất ở đây thì ta như giới hạn các giá trị này là 10 mũ 9 nên kiểu dữ liệu ta khai báo kiểu INT. Tên file đó dữ liệu đầu vào là file admin.in và admin.out. Đây là bài tập được khởi động đầu tiên với mức độ là 4 điểm trên 10 điểm. Để tức là để các em có điểm bài thi bằng cách viết một chương trình hoàn chỉnh, tìm được giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, làm việc được với tệp, biết cách hoàn thiện một chương trình và chạy được chương trình với nhiều bộ test khác nhau và đưa ra được kết quả của bài toán. Đó là cái mục tiêu mà cái bài số 1 sẽ đưa ra. Vậy thì ta sẽ sang cái bài 1. Bài một tìm giá trị nhỏ nhất. Thì ý tưởng của giải giải thuật thì các bạn cũng đã trên ở phần trên trình bày thì các em đã làm được bài toán này rồi. Bài toán đề bài ta có input của bài toán là nhập bài này ta có các cái số MNPQ và S, các số nguyên dương MNPQ và S. Nhập số nguyên dương. Rồi output của bài toán là giá trị nhỏ nhất tìm được. Làm cho tôi định dạng này để cho nó đẹp. Thầy vẫn thích cái màu này khi in ra trông nó đẹp. Rồi, bây giờ ta xác định thuật toán để giải bài toán. Tư tưởng của thằng tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất các bạn đã biết. Thì ta có bước 1 là ta sẽ thực hiện nhập cái dữ liệu nhập MNPQ. Như vậy các biến này ta khai báo kiểu nguyên. Bước 2 ta sẽ thực hiện khởi tạo cái biến kết quả hay gọi là biến rmin bằng thằng đầu tiên là thằng bằng m. Sau đó ta mới thực hiện so sánh nếu thằng z mà nhỏ hơn thằng n thì ta gắn z.
Rồi, bằng thằng L. Ở đây thì ta có các em được phép sử dụng các hàm min max, rồi sử dụng đẩy nó vào một mảng một chiều, rồi các em MNP. Tóm lại do mình xử lý thôi. Và khi làm thì các em cũng nên copy paste để tránh ta phải gõ lại nhiều lần. Và khi sửa thì nhớ sửa cho nó đầy đủ. Cứ copy một dòng sửa xong một dòng, cứ copy dòng kế tiếp sửa dòng kế tiếp để tránh các bạn copy bốn dòng sau đó sửa thì nó sẽ bị sai. Ta khởi tạo thằng đầu tiên là thằng nhỏ nhất, ta mang giá trị này so sánh lần lượt với những thằng còn lại. Thằng nào mà nhỏ hơn nó, đây, thằng nào mà nhỏ hơn nó thì cập nhật lại giá trị của nó. MNPQ còn lại thằng S nữa, pang cho nó một phát nữa. Đấy, các bạn cứ copy sau đó ta paste nó vào. Sau đó ta sang bước 3, ta thu được kết quả red là kết quả thì ta sẽ thực hiện đưa red ra. Trong đó red là kết quả của bài toán. Và với cái cách làm như với cái cách phân tích như trên ở trong đầu, bởi vì bài này là bài khởi tạo, khởi động ban đầu, các bạn làm thật cẩn thận, bởi vì nhiều khi hai bài đằng sau cộng điểm lại nó mới bằng những cái bài ban đầu. Tuy nhiên thì để có được cái kết quả tốt thì ta vẫn phải làm được tất cả các bài phía sau. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp cái bước thứ hai. Vậy bước một xác định bài toán, xác định thuật toán đã xong. Bước thứ hai là viết chương trình. Để viết chương trình bài toán này thì trở lại thêm thầy chọn cái thẻ Splitting Table rồi à, Split Cell chia thành hai cột. Rồi, vậy bài này chúng ta đang có bài toán là admin. Vậy thì ta cùng xem bài làm của các bạn nhé. Phía bên kia các bạn cũng vừa nghe giảng vừa làm bài. Hôm nay là tháng 12 tháng của bài admin nó lưu chỗ nào nhỉ? Đây, mùng 6 tháng 12 nghỉ Trung Dũng Việt Hiếu đây rồi. Đầu tiên ta xem mở bài admin của Hiếu để xem có ý có còn gì nữa không. Đây, khi nãy vừa nói xong, Hiếu sử dụng một cái mảng một chiều nhập có 5 phần tử, sau đó đi tìm giá trị nhỏ nhất trên mảng một chiều. Ban đầu khởi tạo nó bởi giá trị vô cùng lớn. Sau đó ta thực hiện bài toán như yêu cầu. Đấy, đó cũng là một ý tưởng tốt. Đấy, đó là ta đẩy nó vào một mảng để xử lý trên mảng cho quen thuộc. Đó cũng là một ý tưởng hay. Đấy, vậy ở đây thầy cho lại cái bài toán này. Không định nghe qua cái cửa sổ zoom nó cứ che mất thêm công cụ của thầy. Thì ta có cách thứ nhất là code sử dụng mảng. Rồi kế tiếp ta sẽ xem bài làm của Việt. Trương cũng vào làm các bài nhé. Việt thì cũng thực hiện tổ chức thành chương trình con. Bạn thực hiện nhập số nguyên dương n, nhập số nguyên dương n và cho y chạy từ 1 đến 3. Em xin in vào các cái số này, sau đó CA nó ra. Như vậy thì Việt mới chỉ đọc được có 3 số Việt nhé. Để ý đề bài nó cho MNPQ mà. Trong cái thủ tục trai của em sẽ nhập m nhập số nguyên dương n là được một số này, xong em cho y chạy từ 1 đến 3. Ủa thế chẳng nghe thêm mở nhầm à? À thế nhờ mở nhầm ở bên trên, xin lỗi Việt nhé. Đây còn Việt, đây đây mới là bài của Việt. Thầy chả trách bảo sao trông cái cốt nó là lạ. Ở đây ta sẽ thực hiện là nhập MNPQS, sau đó bạn đi tìm giá trị nhỏ nhất của hai thằng, sau đó bạn tìm giá trị nhỏ nhất M với N, nhờ M P với Q, sau đó lại đi tìm nhờ giá trị nhỏ nhất của thằng A với thằng B. Đấy. Sau đó ta thu được thằng C, sau đó lại tìm giá trị nhỏ nhất thằng C với thằng S, cũng hoàn toàn được.
Đây cũng là một ý tưởng hay, chưa bị trùng lặp với ai cả. Cũng giống như ta làm thi khoa học kỹ thuật ấy, việc đầu tiên là ra một cái đề tài là không trùng lặp với ai. Đấy. Thì cái ý tưởng của bạn là bạn lưu nó vào tìm giá trị nhỏ nhất của hai cặp số lưu vào thằng trung gian, sau đó đi tìm giá trị nhỏ nhất của nó, sau đó mang tìm so sánh với giá trị nhỏ nhất với thằng còn lại. Đấy. Nó cũng là một ý tưởng tốt. Và ta nhận thấy rằng rõ ràng giữa hai bài làm khác nhau như như thế này, nó có hai cách làm. À, hai hai bạn đã có hai hướng làm khác nhau. Điều đó chứng tỏ ở môn tin mình, như ta thường thường hay nói, đó là thầy trò mình làm ở bộ môn tin ấy, nó không có khái niệm đáp án. Nó chỉ có hướng dẫn thuật toán là bạn có thể giải theo cách này. Còn các bạn giải hay không là quyền của mình. Và khi mình làm ra, mình làm cách khác full điểm vẫn ok. Đấy, ta lại có một cách khác nữa. Đấy, ta có một cách khác nữa. Đấy, ta nhập MNPQS, sau đó ta khởi tạo Rmin. Đấy. Ta xem thằng đầu tiên là thằng bé nhất, so sánh lần lượt với những thằng còn lại. Thằng nào bé hơn nó thì cập nhật lại giá trị của nó. Đấy nhá. Như vậy cái bài thứ nhất là đã ok rồi. Đây bạn sử dụng cái thằng này để chưa đẹp, vậy thì căn chú nó tất cả cái thằng này hay bởi thằng này và đóng mắt. Đấy, mình lên không này. Chương trình nó đẹp lên. Chương trình phải đẹp, bởi vì khi người khác tham khảo cốt chương trình của mình thì nó bảo ôi sao ông làm cái chương trình đẹp thế. Rồi như vậy ta đã xong được cái bài thứ nhất. Các bạn thấy đánh nhanh thắng nhanh, đi thi quan trọng nhất đánh nhanh thắng nhanh. À, bài thứ hai của thầy trò mình đó là bài toán đi tìm ước chẵn của một số. Để đi tìm ước chẵn của một số thì đề bài cho số nguyên dương x, hãy liệt kê các ước. Khi đọc đề các bạn phải gạch chân cái từ này, liệt kê các ước. Với x bằng 12, ước này nó phải là số chẵn nhé, nó phải là số chẵn. Paragraph thì ông này ông bị làm sao? Paragraph cái đề này lông cô thế không biết. À, ví dụ x bằng 12 thì ta có các ước chẵn là 2, 4, 6, 12. Vậy thì lưu ý ở khi đọc đề, mọi người có nhìn thấy cái dòng này không? Bạn nào nhìn thấy x nhỏ hơn 10 mũ 12 comment cho thầy số 1. Bạn nào mà không nhìn thấy x nhỏ hơn 10 mũ 12 comment cho thầy số 0. Rồi, xin cảm ơn Việt. Hiếu thì sao? Trương thì sao? À, Hiếu và Trương cũng không nhìn thấy. Ừ. Khi đọc đề, lưu ý, khi các em đọc đề, khi đi thi, ta nên sử dụng bút bi màu xanh. Khi đọc đề thì các bạn nhìn thấy nhé, thì giới hạn đề bài các em lấy bút gạch chân ở dưới chân nó. Gạch chân này đồng nghĩa với việc các em sẽ chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến này. Vì x nhỏ hơn 10 mũ 12 nên biến x ta chọn kiểu dữ liệu là gì? Các em. Ta chọn kiểu gì nhỉ? Xin mời các bạn comment cho thầy biết. Với x nhỏ 10 mũ 12 ta nên chọn kiểu dữ liệu gì cho nó phù hợp để đi đếm được số lượng ước chẵn của nó. Rồi, Việt đề xuất luôn là Long Long và Hiếu cũng như vậy. Ông Trương con rể của thầy thế nào nữa? Mạnh dạn có ý kiến đi. Không là thầy phóng xe máy lên, thầy sẽ buộc ngang xe trở về luôn đấy. Ừ. Bây giờ người ta có ở chỗ thầy, người ta có tục lệ bắt vợ, à quên, bắt rể. Cứ thấy ông con rể nào ở bên ngoài ưng ý phát là hôn ngay. Rồi, dù rằng Trương cũng rất lo lắng, nhưng vậy thì thầy cho mình sẽ bài ta thực hiện bài kế tiếp đi tìm ước chẵn. Để đi tìm ước chẵn của một số thì thầy cho mình sẽ sang cái bài số 2. Đấy. Đấy. Như vậy bài 1 ta thấy là cái tính chất hay nhất của bộ môn tin học mình mà từ trước giờ thầy rất tâm đắc, đó chính là nó có tính chất sáng tạo. Đấy. Nó tính chất sáng tạo nó thể hiện ở cái chỗ là nó không bị cái gọi là cái ràng buộc bởi lời giải, như môn khác vị như môn hóa học chẳng hạn. Các bạn mà lam pham mà các bạn ghi ngay một cái chất hóa học khác mà trên trời rơi xuống thì chắc là thầy trò mình cũng bay màu luôn, đúng không? Bởi vì
làm gì có làm gì có cái chất hóa học đấy đúng không? Vì em vẽ biết đâu ra một cái chất hóa học bất kỳ đấy thì thôi toi toán thì biến đổi tự nhiên lại em áp dụng công thức này mà công thức này do tự em nghĩ ra thì toang rồi. Còn mấy khi thông thường ta thường vận dụng kiến thức có sẵn để giải quyết, còn đây là ta làm mới hoàn toàn. Ở các bộ môn khác lời giải cái đáp án gần như là duy nhất, điểm môn tin của mình duy nhất thì không phải, đã có một hai cách. Còn ở môn tin của mình thì mỗi thí sinh làm một cách khác nhau, mỗi thí sinh trình bày chương trình một cách khác nhau, do đó nó không có khái niệm là. Vậy thì ở cái bài toán này thì ta sẽ lấy lại cái khung của cái bài toán trên để ta sẽ ra giải quyết cái bài toán như sau. Bước 1 xác định bài toán đề bài cho số nguyên dương n, hãy liệt kê như vậy nhập vào là cho số nguyên dương n, yêu cầu là liệt kê các ước chẵn của n. Đấy. Vậy ta quay trở lại nhé, liệt kê các ước chẵn. Và ở đây ta thấy rằng có thêm một cái gây giới hạn nữa, nếu không có ước chẵn nào ghi ra trừ một. Đấy, các bạn lưu ý ghi ra trừ một. Vậy trừ một ở đây nó phải nhớ nhé, gạch chân cái từ này không tí nữa cốt quên ngay cái khi này. Đấy, các ước chẵn được ghi ra là một dãy tăng ngặt, dãy tăng ngặt là một cái dãy có tính chất tăng nhé. Rồi vậy thì chúng ta sẽ bài này ta sẽ có nhiều phương án xử lý, vậy thì thầy trò mình sẽ xử lý như sau. Thầy trò mình sẽ xử lý như sau. Bước 1 thì ta nhập số nguyên dương n, ta có thuật toán cách 1. Đấy, sáng tác 1. Thì ta bước 1 nhập n, ta sẽ thực hiện công việc là liệt kê các ước. Để liệt kê các ước thì ta có một cái giải thuật tệ nhất trong những giải thuật thì ta có thể khởi tạo k bằng 0. Sau đó ta duyệt y chạy từ 1. Y chạy từ 1 cho đến n. Nếu n thôi cũng chẳng cần k luôn. À thôi vẫn phải khởi tạo cái một cái biến cầm cờ. Khởi tạo p bằng 0. Nếu n chia hết cho y và y chia hết cho 2. Người ta hỏi yêu cầu là ước này có chẵn hay không mà. Thì ta sẽ thực hiện công việc là đưa y ra. Đấy. Và ở đề bài này người ta có câu là nếu không có ước nào thì ghi ra trừ một. Nếu không có ước nào thì ghi ra trừ một. Vậy thì ở đây ta sẽ thực hiện công việc là tính khởi tạo p bằng một. À, có một nghiệm. Đấy. Chức năng của thằng cầm cờ cái gì nhỉ? À, phát hiện một nghiệm. Chờ đây đi. Rồi. Rồi sau đó ta sau khi thực hiện cầm cờ xong thì để chúng ta sẽ thực hiện là để thầy thêm một cái phút nữa vào cho nó đẹp. Không có phút nào nó đẹp nhỉ. Phút này màu nó hơi bình thường. Để chọn cái màu. Trên đa bàn. Để thêm sau vậy. Rồi. Ta sẽ tiếp tục rồi sau khi ta thực hiện đưa Z ra cho cái đèn nó ẩn. Đưa đưa thằng Y ra thì khi đưa Y ra thì các bạn nhớ nhé, chạy chương trình nó ra kết quả đúng thì tốt, nhưng phải bên cạnh đấy nó phải đúng định dạng.
ta nhận thấy rằng giữa các nước này nó viết trên cùng một dòng và nó cách nhau bởi một dấu cách. Đấy, nhìn đấy ra kết quả đúng, nhưng phải xem đúng định dạng chưa. Nếu đúng định dạng rồi thì ok nhé. Rồi, như vậy thì thực hiện xong lần này ta thu được kết quả của bài toán là ta đã đưa được nó ra rồi. Vậy thì sang bước 3 đã kết thúc giải thuật. Đấy, ta thực hiện kết thúc giải thuật. Lưu ý đề thi chỉ có 150 phút đối với cái bài thi thực hành, chỉ có 75 phút đối với bài thi viết trên giấy. Nếu cái đề thi này mà viết trên giấy các bạn chỉ có làm 75 phút thôi nhé. Nên ta cũng phải tăng tốc thời gian, 75 phút tức là 1 tiếng, hơn 1 tiếng một chút là ta phải làm xong đề này. Rồi bây giờ với cái việc phân tích như trên thì bây giờ thầy trò mình sẽ bắt đầu quay ra với cái bài toán số 2, bài ước chẵn. Thầy thấy các em đã nộp vào bài toán này rồi, thì ta xem bài ước chẵn hôm nay của đâu nhỉ? À đây rồi. Thầy thấy ước chẵn của Hiếu lần này phải mở chắc chắn ra. Cũng bảo Hiếu lại bảo đấy, vậy vừa nói sẽ đến Hiếu xong thì ta nhận thấy Hiếu đã làm một cái bài rất chính xác, đề bảo như thế nào làm như thế đấy. Nhập số nguyên dương x cho y chạy từ 1 cho đến x, nếu x chia cho y và y là số chẵn thì đưa y ra. Bài hoàn toàn hợp lý. Ở bài này thì thầy thấy làm như trên, ta đã làm theo đúng theo cách 1. Về góp ý thì ở bài này thì thầy nhận thấy x của ta là 10 mũ 12. Do đó việc của chúng ta đang khai báo x là kiểu INT dẫn đến nó bị chết ngay từ lúc vào gửi xe đạp. Gửi xe đạp tức là đọc dữ liệu vào nó đã bị lỗi rồi. Tất nhiên làm theo cách như thế này thì giải thuật của chúng ta cũng đã được khoảng tầm 60% điểm của bài. Bài này 6318 được 1,8 rồi. Là cũng khá ngon. Vậy thì ta sẽ tiếp tục sang đây cô của Hiếu. Ta sẽ thực hiện này yêu cầu của bài toán. Thử lấy cái màu gì cho nó đẹp tí. Màu này hơi nhạt. Rồi, màu này đi. Nói chung màu này nó còn nhạt hơn. Tóm lại để màu đen. Vậy với tư tưởng làm như trên thì ta nhận thấy vì ta for cho tới x nên cái cách này ta gọi nó là giải thuật cách 1. Cách 1. Độ phức tạp của giải thuật này thì ta nhận thấy vì ta for cho tới x nên độ phức tạp của giải thuật là ô của x, trong đó x chạy tối đa là 16 phần tử. Tuy nhiên góp ý cho bài của Hiếu, bởi vì khi nãy đọc đề chắc hẳn Hiếu và các bạn đều nhận thấy ở cuối dòng nó có ghi nếu không có ước nào thì ghi ra trừ 1. Việt và Hiếu và Trương khi đã có nhìn thấy dòng này không? Đây là dữ kiện đề bài, trong thông thường trong đề nó sẽ có một một test về đề này. Thế đây chính là cái kỹ thuật cầm cờ của mình. Tác giả muốn hỏi bạn có biết sử dụng kỹ thuật cầm cờ để phát hiện ra vô nghiệm hay không? Vậy thì với cái chỗ kỹ thuật cầm cờ này thì ta sẽ thực hiện như sau. Ta sẽ cô vấn lại nói đi. À, chưa đi học trải nghiệm rồi ok nhất trí nên thầy với Trương đã còn gặp nhau nhiều, sau này làm con rể thầy ơi tha hồ ngồi cốt với thầy cho đỡ buồn. Rồi ta tiếp tục với cái chỗ này, thầy cải tiến giải thuật của Hiếu một chút nhé. Do ta chưa sử dụng kỹ thuật cầm cờ nên ở đây ta thầy khai báo bổ sung thêm một cái biến p, thầy khởi tạo bằng không. Sau đó khi phát hiện ra một nghiệm, ngoài việc đưa nó ra, thầy cần còn khởi tạo thêm bảo A có một nghiệm. Đấy, thầy khởi tạo P bằng 1. Sau vòng lặp for xong, thầy thu được P, nó kết luận là có nghiệm hay không có nghiệm. Nếu P vẫn bằng cái giá trị khởi tạo ban đầu, thì điều đó chứng tỏ rằng P vẫn là bằng giá trị khởi tạo ban đầu, thì chứng tỏ P là, thì chứng tỏ phương trình vô nghiệm, thì khi đó mình sẽ ra trừ 1. Nha. Cái test này nó sẽ có một test ở trong bộ đề. Rồi bây ta cùng xem bài làm của Việt. Ủa, đúng rồi. Đây, kế tiếp là thầy xem bài của Việt. Bài của Việt thì Việt nhận thấy ừ đúng rồi,
Khi nãy thầy cũng để ý rằng các bạn bài của Việt thì cho y chạy từ 2 cho đến căn bậc hạ, à, cho tới x. Nếu x chia hết cho y và y là số chẵn thì đưa y ra. Nếu x mà chia hết cho 2 thì mà bằng 1 thì đưa ra trừ 1. Điều này có nghĩa là bạn ấy kết luận rằng nếu số này là số lẻ thì kết luận luôn nó không có ước chẵn. Tất nhiên rồi, một số lẻ không có ước chẵn. Đây là một cái câu rất khá hay, nhưng mà một số chẵn vẫn có thể có ước lẻ, các bạn lưu ý nhé. Nên một số lẻ không có ước chẵn là điều đúng. Như vậy bạn sử dụng kỹ thuật cầm cờ chỗ này quá kinh khủng và hoàn toàn chính xác. Thầy cũng chưa nghĩ đến nước cờ này. Đấy, việc làm rất hay. Đấy. Ở đây ta cái thằng SEO này trước khi nộp bài các bạn phải format user style cho code nó đẹp lộng lẫy lên nhé. Bởi vì bài code bài làm của các bạn được lưu lại. Sau này 500 anh em thế hệ sau của các bạn ở Lào Cai cũng nhìn thấy code bài làm của các em. Xong bảo ôi ngày xưa code của anh Việt đẹp thế. Đấy. Tìm ngay số để xin số điện thoại. Ví dụ như thế. Ở đây thì bên Hiếu cho chạy từ 1, còn bên Việt cho chạy từ 2, bởi vì Việt nhận thấy cái số chẵn bé nhất nó là số 2. Còn Hiếu thì sẽ thử từ số 1 trở đi. Thì rõ ràng cách này là nó cũng tốt hơn một tí. Đấy. Ngoài ra bạn có sử dụng kỹ thuật cầm cờ. Và đây là nếu ít lẻ thì ghi ra trừ 1. Cái câu này là câu rất chất lượng ở trong bài thi này. Rồi, đó là cái cách thứ nhất. Còn cách thứ hai. Đấy. Thuật toán cái còn cách thứ hai. Để copy thằng này lại đây. Còn thuật toán ở cách thứ hai thì ta nhận thấy như sau. Giải thuật bên trên sẽ mất độ phức tạp giải thuật tối đa. Ta có một cái nhận xét. Là ô của x thì giải thuật này sẽ chạy được với giá trị x là nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 6. Các bạn làm quen cái khái niệm này để sau khi các bạn lên cấp 3 thì các bạn 10 mũ 6 tức là khoảng 1 triệu phép tính. Đấy, 10 mũ 6 nhé. Ở đây thì trong khi làm ở cái chỗ này thì các bạn đều lưu ý là giải thuật của mình đang có một chút vấn đề ở cái biến này, kiểu giá trị INRT nhé. Rồi, tuy nhiên vì với cái dữ liệu mà to quá thì giải thuật trên nó cũng không chạy được nên mình không phải lo lắng. Đằng nào nó cũng không chạy được mà. Nên nó không không đi vào vào đây thì nó cũng không trả về kết quả gì tốt đâu. Vậy thì nhận xét ta thấy độ phức tạp của giải thuật là ô của x chạy được với x nhỏ 10 mũ 6. Thôi giải thuật 2 thì ta nhận thấy như thế này. Ta đã có một cái chương trình để đi tìm ước của một số. Ta có tất cả 4 bài toán tìm ước. Hôm trước ta có bài tìm ước chẵn, bài liệt kê các ước, bài đếm số lượng các ước và bài liệt kê các ước thỏa mãn điều kiện và tính tổng các ước. Vậy thì bài này thì ta sẽ thực hiện như sau. Cho y chạy từ 1 cho tới căn bậc 2 của n. Đấy, cho y chạy từ 2 từ 1 đến căn bậc 2 của n. Trên thực tế thì như Việt đề xuất ta sẽ cho chạy từ 2 đến căn bậc 2 của n. Nếu n chia hết cho y và y là số chẵn thì không 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 xác định y và số chẵn ở đây. Nếu n chia hết cho y thì ta thực hiện các việc sau đây. Nếu n cho y ví dụ như số 100 nó chia hết cho 2 thì vì khi đó ta kiểm tra sẽ thì nó ngoài việc kiểm tra số 2 có là số chẵn hay không thì kiểm tra luôn phần còn lại có là số chẵn hay không. Do đó ở đây tránh nhầm lẫn ta kiểm tra y luôn và ta phải xuống dòng. Khi n chia hết cho y thì chắc chắn y là số chẵn rồi thì ta xuống đây ta mới kiểm tra nếu y là số chẵn. Thì ta đưa y ra. Nhưng mà cái việc đưa y ra này thì tốt nhất thì ta nên lưu nó vào đâu đó. Nếu các bạn thích sử dụng stack, à, sử dụng queue thì ta lưu queue. Dùng vector ta lưu vector. Ở phần này thì thầy hướng dẫn các bạn đang sử dụng một cái mảng một chiều để lưu trữ nó. Còn nếu các bạn này có thể sử dụng thì ta sẽ đẩy y vào mảng C. Vậy cái câu lệnh này nó tương đương với câu lệnh là gắn C cộng vào K cấp phát một phần tử mới cho mảng C và có giá trị bằng y nhé. Rồi sau đó thì
Ta thực hiện công việc là ta kiểm tra luôn cái phần còn lại của nó hiện tại nó đang là số 50, chính là thằng n chia 2. Vậy thì ta kiểm tra xem nếu thằng y mà khác thằng n chia y thì khi đó thằng n chia y của mình là ước chẵn, thì bây giờ mình kiểm tra xem nếu thằng n chia y là số chẵn, hoặc là ta ghi có thể nếu n chia y là số chẵn. Nếu n chia y là số chẵn thì ta nên tách nó xuống dưới. Nếu y khác n chia y thì chứng tỏ cái số 50 này khác cái số đằng trước, thì ta đi kiểm tra tính chẵn lẻ của nó. Nếu nó là số chẵn thì ta thực hiện đẩy nó vào trong mảng C, tức là bằng cấp phát một phần tử mới cho mảng C bằng C cộng cộng K bằng giá trị n chia y. Đấy. Bài này ta đang nhập n, nếu các bạn nhập x thì ta sẽ sử dụng biến x nhé. Đấy. Thực hiện công việc trên xong thì ta thu được mảng C có K phần tử. Vậy bước 3 thì ta sẽ thực hiện cái công việc là, bởi vì khi đó ta các bạn nhận thấy như sau, số 100 nó sẽ có ước nó sẽ có các ước là bạn trở lên thì lăn chuột lên ở à đây ghi luôn đây, nó có sẽ bằng 1 này nhân với 100 này. Như vậy thì mảng C của mình nó cấp phát một phần tử mới, nó lưu số 100 vào. Rồi sau đó nó có số 2, 50 này, số 2 và 50 đều là số chẵn. Nó put số 2 vào, nó put số 50 vào, nó đẩy số 50 vào, 50. Rồi kế tiếp n bằng 4, phần còn lại là 25. Số 4 là số chẵn, nó đẩy số 4 vào. Kế tiếp n bằng 5, phần còn lại là 20, nó đẩy số 20 vào. Rồi kế tiếp n bằng 10 và n phần còn lại cũng bằng 10. Hai vì hai số này giống nhau nên nó chỉ đẩy mỗi số 10 này vào. Như vậy thì đây chính là mảng C có K phần tử, có 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần tử. Mảng C tổng quát có K phần tử, đang là số lượng ước chẵn của số nguyên dương N. Bây giờ công việc của chúng ta là nhận thấy là vì mảng C này là các ước này nó chưa được sắp xếp nên ta cần phải sắp xếp lại nó. Vậy để sắp xếp ở bước 3 thì cho mình sẽ thực hiện cái công việc là sắp xếp lại mảng C có K phần tử. Để sắp xếp một mảng C có K phần tử thì thầy trò mình sẽ thực hiện cái công việc là sử dụng công lệnh sort, mở ngoặc C cộng 1 phải C cộng K cộng 1. Đây gọi là sắp xếp mảng C có K phần tử. Ta gọi thủ tục sort nhé. Ta gọi thủ tục sort để sắp xếp một mảng C có K phần tử. Đấy. Vậy như vậy thì sau khi sort xong thì mảng C nó làm một cái dãy tăng. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện sang bước 4, ta đưa mảng C có K phần tử ra. Để đưa mảng C có K phần tử thì ta sẽ đi từ đầu mảng C cho tới cuối mảng C. Mảng C có K phần tử và thực hiện có công việc là cell thằng K C y ra. Đấy. Mỗi thằng cách nhau một số cách. Rồi đây, đây chỗ này ta đưa CI này. À, giờ ở đây thì ta cũng nhận thấy luôn là nếu mà thằng K của mình mà vẫn bằng 0, K vẫn bằng 0 thì điều đó chứng tỏ mảng C không có phần tử nào. Thì ta ghi ra trừ 1. Ngược lại thì ta thực hiện công việc cho Y chạy từ 1 đến K, đưa nó ra. Đấy, nhà làm như thế cho nó khoa học nhé. Rồi tới đây thì thầy trò mình đã giải quyết xong bài toán bằng cái cách thứ hai, và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cài đặt cách thứ hai này. Vậy thì ở cái cách thứ hai này độ phức tạp của giải thuật là bao nhiêu? Bởi vòng for này chưa mất căn bậc 2 của n nên độ phức tạp của giải thuật là sẽ mất ô căn bậc 2. Đấy. Nên ta có những cái nhận xét khá chí mạng. Đó là độ phức tạp của giải thuật. Đấy. Là ô của căn bậc 2 của x. Ô căn bậc 2 của x cụ thể như ở đây là ô căn bậc 2 của n. Đấy. Và như vậy thì giá trị chạy tối đa của nó lên tới tận 10 mũ 12. À, trên thực tế thì lý thuyết là nó chạy lên đến 10 mũ 12 thôi, chứ máy của thầy Thành không chạy được đâu. Máy của thầy đang dùng là máy Core i3 thế hệ thứ tư 9 3 4 bao nhiêu đấy. Nó không chạy được với 10 mũ 12 đâu. 10 mũ 12 căn bản nó là 10 mũ 6, máy của thầy nó chạy được khoảng tầm 10 mũ 5.
các bạn học sinh thường thì sẽ có máy tốt trừ máy của thầy cô ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ dành thời gian để làm bài toán theo cách này. Làm theo cách này ta sẽ đạt được tối đa điểm của bài toán, điểm của bài thi. À quên chỗ này, trước đó ta chưa khởi tạo K bằng 0 nữa nhỉ. Bởi vì ta không sử dụng biến P. Để khi đó K đóng vai trò là số lượng phần tử của mày. C tương ứng với là số lượng ước chẵn. Rồi xin mời Việt và Hiếu sẽ làm bài luôn nhé. Trương cứ quan sát cái cách thầy giảng bài để ghi nhớ, ghi chép bài cẩn thận. Video bài giảng thì thầy up trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành thường xuyên. Ngoài video học tập thì có thêm video giải trí. Các bạn nhớ vào like, share, comment cật lực. Cấm cười ha ha nhé. Từ giờ trở đi bất cứ bài toán nào mà liên quan tới ước số các bạn cũng phó cho tôi căn n nhé. Cái phòng này là phòng có tính chất chí mạng trong bài toán này. Để xem bắt người này nó làm gì dưới kia vừa ở mặt. Đây là cái bảng thể hiện hết chúng ta cùng nhìn ngắm nó ghi chữ của cái này. Nè, không có gì nữa. Nhìn thủ đô bên ngoài. À, Việt hôm qua vừa đăng ký rồi. Việt và Hiếu và có bao nhiêu tài khoản Google đăng ký kệ hết giúp thầy nhé. Để thầy quyết tâm tăng lên làm một YouTuber nổi tiếng. Vài hôm nữa thầy thành anh độ Missy. Rồi bây giờ xin mời Việt chia sẻ bài làm trước, sau đó đến lượt Hiếu.
nhau thầy vừa phải để chỗ nào. Ủa, đúng gì? Ở đây. Được. Rồi việc quay lại code để xem này. Em nhớ chút phải format lại code cho nó đẹp lộng lẫy lên. Rồi ok. Ta phải tạo thành công cho n bằng 2 cho y chạy căn bằng 2 của n. Khi nào n cho y. Nếu y chạy. Rồi. Xin cảm ơn Việt hoàn toàn chính xác. Em nộp lại bài toán này nhé. Và kế tiếp xin mời Hiếu chia sẻ bài làm.
Ừ, hiểu là Việt có hỏi tại nó không ra 12 á. Ừ, nó không ra 12, em cho y chạy từ 1 Việt nhé. Đấy, thầy sửa lại đấy. Cảm ơn Việt đã tài trợ chỗ này. Ta đính chính lại chút nhé, ta cho y chạy từ 1 nhé. Bởi vì khi số đó bản thân nó là số chẵn, nếu mà mình chạy từ 1 cho tới căn bậc 2 của nó đúng là thiếu chính nó vậy. Thầy đang dạy các bạn thì thằng bắt con nhà thầy nó đang rủ bạn về câu cá ở trong bể cá của thầy mới chan. Thế nó mới hiểu phải không? Cái thử chương trình sẽ sao thì ủa sao chỗ cô trong cốt thầy về ghi thiếu nhỉ, nếu y chia hết cho hai nhé, sao kẻ thầy gõ mất thiếu số 2, cứ thỉnh thoảng đính chính một tí. Nếu chạy thì chạy thử ra kết quả được chưa? Nó số 2 nhé. Nếu là chi là số chẵn.
Được rồi, như vậy cái bài này ta thầy cho mình đã ok. Hiếu thử tất cả các khả năng xảy ra đấy, không trượt một phát nào. Đó, sao lại ra trừ một nhỉ? Vậy thầy đến bao nhiêu một? À, xem khai báo kiểu dữ liệu log log chưa? Đấy, cái biến n này không, thằng y đó vẫn là int, không thằng y thì không thể for tới long long được bởi vì căn bậc hai của nó sẽ là int. Rồi biến n này, mảng c này, đấy là những thứ ta sẽ khai báo kiểu long long. Mấy hôm khuya cái dâu đã mọc rồi. Hiếu dành cả tuổi thanh xuân để chạy với số đấy. Được rồi. À, như vậy à, như vậy thì vừa rồi thì các bạn nhận thấy từ giờ trở đi tất cả những cái bài toán nào liên quan tới ước số thì ta quay về, ví dụ hãy liệt kê tất cả các ước lẻ của dãy số, vậy thì ở đây đó là sẽ số là số lẻ và khi đó ta đẩy nó vào trong mảng C có K phần tử. Nhiệm vụ của mảng C là sẽ lưu lại các kinh nghiệm thỏa mãn điều kiện bài toán. Trong đó có một cái biến là biến k lưu số lượng ước của số nguyên dương n, nên nếu cái bài toán cho n và dãy A1 à, cho số nguyên dương n hãy đếm số lượng ước của n, vậy thì các em cũng hoàn toàn có thể làm theo cái giải thuật như thế này. Và số lượng ước của n trong đó lưu ý nhé, sau khi chạy xong ta thu được mảng C có k phần tử thì khi đó k đóng vai trò là trong đó k là số lượng ước của n. Và kế tiếp nữa mảng C CI lưu các ước của n đấy, như ở bài toán này là các ước chẵn đấy, thì bởi vì ta thêm điều kiện số chẵn. Nếu bài khác mà người ta chỉ yêu cầu liệt kê ước thôi thì ta bỏ cái dòng điều kiện if if này đi, giữ lại cái thằng if bên trên này thôi. Nhớ nhá, nhiều bạn hay kéo cái này vào trong là sai này. Đó, bởi vì khi n chia hết cho y thì nó mới có phần còn lại và khi đó ta mới xét cái phần còn lại có thỏa mãn điều kiện hay không, nên cái thằng n chia y này nó phải ở ngoài vòng for nhé, đấy nó ở ngoài vòng for như trên. Và sau khi ta chạy xong ta thu được mảng C có k phần tử. Nếu bài toán yêu cầu liệt kê các ước thì ta đưa mảng C ra, nếu mà người ta yêu cầu đưa ra số lượng phần tử số lượng ước thì ta đưa biến k ra. Đấy, người ta yêu cầu tính tổng các ước thì ta đi tính tổng các phần tử trên mảng C, yêu cầu đi tìm giá trị lớn nhất, tìm ước lớn nhất của số này mà khác nó, mà khác n. Ví dụ như số 12 có ước lớn nhất khác 12, đó chính là số 6. Vậy thì đó chính là cái thằng C thứ K trừ 1, bởi vì C thứ K thường là chính nó. Đấy. Vân vân. Tìm liệt kê tất cả các ước nguyên tố của n cho y chạy từ 1 cho đến k, nếu CI là số nguyên tố thì ta đưa CI ra. Các bài đấy là phần sau ta sẽ gặp lại nhé. Rồi bây giờ ta sang tiếp bài 3. Làm theo cách vừa rồi thì độ phức tạp của giải thuật của chúng ta sẽ là ô của căn bậc 2. Ô căn bậc 2 của N, và N có thể chạy lên tới từ tận 10 mũ 12. Quá ngầu. À, thế thôi, máy thầy không chạy được đâu. Hy vọng máy chấm của các thầy giám khảo cũng làm được, chấm được. Ở bài thứ 3 là chọn hai số nguyên có tích lớn nhất. Rồi, vậy thì trước khi thầy phân tích thì thầy cho mình cùng xem bài làm của mọi người trước để ta xem mọi người đang tư duy như thế nào với bài toán này. Đó. Hiếu với Việt đã kịp làm bài này chưa? Hình như chưa nhỉ? Chưa thấy nộp bài. Rồi, vậy thì thầy cho mình cũng sẽ làm luôn ở bài toán này. Tìm hai số có tích lớn nhất. Sao hôm nay Hiếu xanh lè như cục chè đấy.
Ở sao em lại xem n ra để làm gì đấy? Em test đấy thì em phải xem thằng AI chứ. Xem gì thằng n. Đúng không? À, thì về sẽ sao thằng AI ra thôi chứ thằng thằng N thì nó chỉ có mỗi một giá trị. Quay lại cốt chương trình em. Nhập n cho y chạy từ 1 đến n c n ngay sort. Sao lại cái thủ tục sort của em lại như thế? Khi sort thì ta phải là sort a cộng 1, a cộng n cộng 1. Còn nếu muốn sort giảm dần thì tí nữa thầy hướng dẫn cách sort giảm dần. Nhưng thông thường ta sẽ sort bằng thủ tục thì nó sẽ trả về dãy tăng dần. Rồi, bây giờ để cho mình sẽ bắt đầu về phân tích thuật toán bài này. Đề bài là cho dãy số tìm hai số có tích lớn nhất. Ở đây nhìn ngay test ví dụ các bạn nhận thấy nó có số âm. À như vậy test số đầy này nó có thể có cả số âm lẫn số dương. Với cái test này thì ta thấy tích bằng 20 là lớn nhất nên mình sẽ chọn hai thằng lớn nhất để nhân với nhau. Cái thằng thứ hai thì mình quan sát thêm một cái, đó là mình sẽ quan sát thêm giới hạn của đề bài. Đề bài này người ta cho rằng AI của mình có giá trị là nằm trong giá trị là 10 mũ 6. N có tối đa 10 mũ 6 phân tử. Như vậy thì mình nếu cho y chạy từ 1 đến n ta đã mất toàn 10 mũ 6 rồi. Vậy bài toán này mình sẽ cần phải gì? Làm với độ phức tạp là ô của n. Vậy thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu phân tích bài toán nhé. Như vậy khi đọc đề ta gạch chân là n nhỏ 10 mũ 6 AI 10 mũ 6. Giá trị lớn nhất tìm được cũng có thể là tích của hai số lớn nhất, cũng có thể là tích của hai số âm bé nhất. Ví dụ như thầy lấy một cái test khác, ví như là 5 1 2 3 âm 4 âm 5 thì kết quả nó vẫn bằng 20. Rồi như vậy thì với cái bài toán như trên thì cho mình sẽ thực hiện tiếp theo ý tưởng giải thuật như trên. Ủa? Đoạn tác giả tác phẩm nhiều này. Trong khi thầy đang dạy các em thì mấy thằng con nhà thầy nó đang cùng bạn nó đang tát cá cái bể cá của thầy dưới, không biết nên xuống ấy, xử lý thế nào với mấy thanh niên xóm 4 5 tuổi đấy, có cả thanh niên xóm 3 tuổi nữa, rất phức tạp.
các đối tượng chiêu chiêu đó rất phức tạp. Rồi để liệt kê hai số có tích lớn nhất thì ta sẽ thực hiện như sau. Đề bài nhập n xuống cái dương n và cái dãy ai dãy A1, A2, AN. Rồi chúng ta sẽ thực hiện cái công việc là đề bài này đưa ra tích lớn nhất tìm được. Tích lớn nhất tìm được. Vậy thì ở cái cách thứ nhất về ý tưởng của bài, ý tưởng của bài thuật thì ta sẽ thực hiện theo cái ý tưởng vì ý tưởng là để tìm được hai số có tích lớn nhất thì bước 1 ta sẽ thực hiện sắp xếp dãy số thành dãy không giảm hay còn gọi là dãy tăng dần. Khi sắp xếp thành một dãy không giảm thì rõ ràng ví dụ như dãy số của thầy là 1, 2, 3, 4, âm 5. Thì sau khi sắp xếp thì thầy sẽ thu được dãy là âm 5, 1, 2, 3, 4. Và thầy kết luận luôn rằng tích của hai số 3 và 4 là lớn nhất, là bằng 12. Nhưng cũng vẫn là cái dãy này. Nhưng mà thầy nó là âm 5, âm 4. Sau khi sắp xếp thì thầy thu được cái dãy số là âm 5, sau đó đến âm 4, âm 5 bé hơn âm 4 mà, sau đó đến 1, 2, 3. Thì tích lớn nhất của hai số đầu tiên nó chỉ bằng 6, nhưng trong khi tích lớn nhất của hai số cuối cùng nó lại bằng ở dương 20. Đấy. Đấy. Từ đó thì mình mới đưa ra được rằng sau khi sắp xếp dãy số này thành một dãy không giảm thì kết quả của bài toán là giá trị lớn nhất của cái thằng là A1 nhân A2 với cái thằng kia là AN trừ 1 nhân AN. Hai thằng đấy thằng nào lớn hơn? Đây, tích của thằng này với thằng này với thằng này với thằng này. Thằng này là AN thì thằng kia đứng sau đó là AN trừ 1. Thằng này là A1 thì thằng đứng sau nó sẽ là A2. Hai thằng này lớn hơn, hai thằng này thằng nào lớn hơn là kết quả của bài toán. Thằng này nhân với thầy, thằng âm 5 nhân với 1 là được âm 5. Thằng 3 nhân 4 bằng 12, 12 lớn hơn nên ta đưa ra 12 nhé. Đấy, do sau khi ta sắp xếp xong thì ta có thể thu được cái lợi thế như thế. Vậy với cái ý tưởng như trên thì bước 1 ta sẽ nhập n vào cái dãy AI. Ta nhập một cái mảng hay là một cái mảng một chiều hay là gọi còn gọi là một dãy số. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái công việc khởi tạo kết quả của bài toán. Ta đang đi tìm giá trị lớn nhất, ta khởi tạo nó bởi một cái giá trị vô cùng bé. Sau đó ta cho y chạy từ 1 cho tới lý. À không, sau đó ta sẽ bước này ta sẽ thực hiện sắp xếp dãy số thành dãy không giảm trước đi. Để sắp xếp dãy số thành dãy không giảm như ở bài trước, ta sót mảng A từ vị trí thứ 1 cho đến A cộng N cộng 1. Thì khi đó sai dãy số đã được sắp xếp thành một dãy không giảm, ta sang bước 3, ta thực hiện theo yêu cầu của bài toán. Ở bài toán của chúng ta yêu cầu tìm giá trị lớn nhất nên ta khởi tạo red bởi một cái giá trị vô cùng bé. Đấy, thì thôi thì cũng chẳng cần luôn bởi vì kết quả của mình nó là hai một trong hai số rồi. Vậy thì thầy gắn red bằng thằng A1 nhân với thằng A2. Đấy. Bây giờ thầy cập nhật xem là nếu cái thằng Z của thầy mà nhỏ hơn thằng AN trừ 1 nhân với thằng AN thì chứng tỏ rằng Z của thầy sẽ bằng thằng AN trừ 1 nhân với AN. Từ đấy thì các bạn nhận thấy rằng ồ, hóa ra bài này nó quá chi là easy. Và bây giờ các bạn hãy cài đặt theo bài toán này. Sau đó ta sang bước 4, ta đưa ra kết quả của bài toán là thằng Z. Khi làm này thì ta cũng lưu ý như sau. Lưu ý, theo dữ kiện của đề bài, ở bài số 3 này, N là 10 mũ 6, AI là 10 mũ 6. Như vậy nếu thầy chọn ra hai thằng lớn nhất là 10 mũ 6 thì nhân tích của nó là 10 mũ 12. Từ đó dẫn đến cái biến Z của mình thuộc kiểu long long nhé. Vì biến Z là kiểu long long nên cái biểu thức Z bằng Z nhân
hai cái biểu thức này. Cái biểu thức này. Biểu thức này các bạn ghi chữ mở ngoặc long long ép kiểu dữ liệu nó ra. Bỏ chữ mở ngoặc đây đi. Các bạn chỉ cần ghi chữ mở ngoặc long long. Đấy. Ta là en nên ta ép kiểu dữ liệu nó thành này. Khi bởi vì hai số int nhân với nhau thì nó vẫn là một cái thằng int. Muốn kết quả trả về kiểu long long thì ta ép nó sang kiểu long long. Vậy thì ở đây thầy paste thằng này vào đây để cho các bạn hình dung được nhé. Đấy, đó là lý do tại sao ta có cái việc ép kiểu dữ liệu cho nó trong đoạn code chương trình như trên. Khi làm các bạn lưu ý nhé, giới hạn của biến từ đó chọn kiểu dữ liệu phù hợp. Rồi, có lưu ý gì thêm thì phần sau ta sẽ tiếp tục. Còn bây giờ ta sẽ bắt đầu làm bài toán này theo cách một. À chưa. À, rồi. Làm luôn. Hôm nay ta học muộn một tí các bạn nhé. Bởi vì sáng nay thầy cũng, ngoài việc nấu ăn rửa bát quét nhà ra thầy cũng không phải làm việc gì khác. À quên trông hai đứa con nữa. Được ngày cuối tuần rồi. Vợ đi làm rồi. Rồi xin mời các bạn làm việc nhé. Ta có khoảng 3 phút để làm bài này. Các bạn copy từ bài cũ sang, sau đó các em sửa bài cũ thành bài mới. Lưu ý thủ tục sót này, chi phí độ phức tạp của nó là n nhân log n. Chiều nay ca chiều thì thầy kín rồi. Hôm nay là ngày chủ nhật đúng không? Ca chiều. Chiều nay thì thầy dạy cả chiều. Đến tối nay chắc thầy sẽ khai giảng một lớp mới offline ở nhà. Cái đợt này thầy đang dọn sắp xếp lịch ở các buổi học và đẩy lại. Hôm nay thứ bảy à? Đấy các bạn thấy thầy ngáo chưa? Hôm nay sẽ là thứ bảy. Thứ bảy hôm nay thầy cũng đây, hôm nay thứ bảy thầy cũng bị chơi đủ trùng lịch hết rồi. Hôm nay thứ bảy à? Thế mà thầy nghĩ thế nào hôm nay nó là ngày chủ nhật nhỉ? Đó, thầy trả lời quá. Đấy các bạn thấy chứ, già cả như thầy vất vả lắm. Hở cái là thầy quên luôn. Hy vọng sau này thầy nhìn thấy ông con rể Trương. Trương bảo con là con rể của bố đây. Thế thầy bảo đứa nào đấy có biết code bài này chưa? Ở K4 á, K4 hôm nay thứ bảy chắc thầy có kế hoạch riêng đi XYZ ABC. Rồi, xin mời các bạn làm việc. Rồi, xin mời chia sẻ màn hình của Việt chưa? Phát hiện ra số gì trả lời quá.
Sao đấy? Điên. Một mảng có n phần tử thì an là thằng đứng cuối cùng dãy số, an trừ 1 là thằng đứng trước thằng đứng cuối cùng. Ví dụ như dãy số 1 2 3 4 5 thì thằng 4 nó chính là an trừ 1, thằng 5 nó chính là thằng an. Đấy. Thì an trừ 1 đó là hai phần tử cuối cùng của dãy số. Nhớ format lại code nhé. Khoan phanh lại. À, chỗ mảng A em khai báo bao nhiêu phần tử đấy? 10.000 phần tử. Rồi xem giới hạn đề bài cho bao nhiêu phần tử? Cho n nhỏ hơn bằng bao nhiêu? Đúng như cô Huấn bảo. Thực tế thầy cũng muốn dành nhiều thời gian hơn nữa cho đội mình, nhưng mà để thầy cố gắng sắp xếp lịch. Ước gì một ngày của thầy có khoảng tầm 30-40 tiếng thì tốt. Mỗi ngày dù gì đi nữa nói thế thôi thầy vẫn cố gắng ngủ được 7 tiếng, sắp thành heo rồi. Mùa này không biết cái gì tăng lên chứ mỡ tăng lên rất nhiều, cứ ngủ cái pan cho nó thêm số 0 nữa đúng không? Con hào hán thầy nó lại lên chơi. Rồi như vậy các bạn nhớ cái ý tưởng của thằng này nhé. Rõ ràng việc sắp xếp lại dãy số cho ta những cái lợi thế nhất định. Rồi xin mời và nhớ những cái lớp bài toán như thế này ta đã từng làm thì ta có trang bị cho mình thêm một cái tư tưởng. Với một dãy số sau khi sắp xếp lại thì các phần tử lớn nhất sẽ đứng ở cuối dãy số, phần tử nhỏ các phần tử nhỏ nhất sẽ đứng ở đầu dãy số. Từ đó mình sẽ có được những cái lợi thế trong quá trình làm bài. Rồi, xin cảm ơn Việt. Xin mời Hiếu chia sẻ bài làm.
Bạn nào nhá, kéo lại chương trình ở cái chỗ đoạn là có cái vòng for để cập nhật thằng kết quả đấy. Bởi vì rõ ràng cái việc mình đã sót xong rồi thì khi đó kết quả của bài toán thằng AN nó là hằng số, A1, A2 là hằng số. Do đó cái vòng for ở dòng 15, 16 của em là không cần thiết. Đúng không? Bởi vì khi mình for mình có chỉ số y mà ở trong vòng for đấy mình lại không dùng biến y một lần nào. Đấy. Vậy lưu ý chỗ đấy nhé. Rồi anh Lâm, ô con đây đừng đu cái ổ khóa 800 nghìn mình. Để một tí bố xử lý không? Đây, bố sẽ bảo vệ con. Rồi, ta tiếp tục các em nhé. Như vậy ở bài số 2 cho ta một cái cách làm rất hay. Đó là cái cách ta sắp xếp dãy số. Thầy, của quên mất để kiểm tra thời gian rồi. Đang sắp xếp loại bay bút màu ra ngoài rồi. Đấy, tí nữa hết thời gian. Như vậy thì ta sau khi sắp xếp xong thì các phần tử lớn nhất nó sẽ đẩy về cuối dãy, phần tử nhỏ nhất để về đầu dãy. Các phần tử dọc nhau sẽ được đưa đến đứng cạnh nhau. Đấy, đó là sau khi sắp xếp dãy số nó có được cái tính chất đấy. Và các em nên tận dụng cái tính chất đấy để giải quyết các cái bài toán. Sau khi sắp xếp dãy số, phần tử lớn nhất ném về cuối dãy, phần tử nhỏ nhất ném về đầu dãy. Các phần tử giống nhau sẽ được đưa về đứng cạnh nhau. Rồi, như vậy ta đã giải quyết được bài toán này theo cái cách thứ nhất đã xong. Người ta sẽ đề xuất sang đến cái cách thứ hai.
ở cái cách thứ hai, thuật toán 2, bởi vì giới hạn đề bài là n nhỏ hơn 10 mũ 6 thì giải thuật sắp xếp này thì ta chỉ chạy được với độ phức tạp, quên mất chỗ này là chữ thầy cốt vào. Bài của Hiếu lên đây này, được rồi. Bài của Hiện Việt đây là. Thì độ phức tạp của giải thuật của mình là mất n, bởi vì ta sẽ thực hiện đi sắp xếp dãy số nên độ phức tạp của nó là sẽ n nhân log của n. Đấy. Và n chạy được tối đa lên tới nhỏ bằng 10 mũ 5. Nhé, nhỏ hơn là 10 mũ 5. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện tiếp bài toán với sắp tác 2. Thì rõ ràng thì ta nhận thấy như sau. Việc chi phí lớn nhất của chúng ta là ở giải thuật bên trên là ta phải sắp xếp. Vậy thì bây giờ ta phải tìm cái cách nào đó không sắp xếp mà vẫn tìm được cái thằng giá trị lớn nhất, giá trị lớn nhì, giá trị nhỏ nhất, nhỏ nhì. Đấy. Thì với bài toán này thì ta không sắp xếp nó nữa mà ta sẽ thực hiện một loạt các cái yêu cầu. Ở bài này nó xử lý khá khéo léo. Ở trong thời gian thi nếu đủ thời gian thì ta sẽ làm, còn nếu không thì thôi bỏ qua nó, cứ làm theo cách một. Vậy thì ý tưởng của bài toán thì ta sẽ thực hiện tìm r max và đếm số lượng phần tử r max. Rồi ta thực hiện tìm tiếp cái thằng r max 2. Đấy. Là giá trị lớn nhì của dãy số. R max là giá trị lớn nhất của dãy số. R max 2 là giá trị lớn nhì của dãy số. Bài thứ ba là tìm R min và đếm số lượng phần tử. R min là giá trị nhỏ nhất của dãy số. Ta tìm tiếp thằng R min 2. Là giá trị nhỏ nhì của dãy số. Ví dụ với cái dãy số là 3 3 1 2 2 4 5 ở đây chẳng hạn. Thì khi chạy xong thì thầy thu được là r max có giá trị là bằng 5. Nó có xuất hiện một lần. R min 2 là bằng 3. Thằng R min quên R max 2 bằng 3. R min 2 là giá trị quên R min là giá trị nhỏ nhất. Có giá trị là 1. Nó xuất hiện một lần. Và thằng R min 2 là giá trị nhỏ nhì của dãy số. Giá trị nhỏ nhì là giá trị lớn hơn giá trị nhỏ nhất thì tên nó là giá trị nhỏ nhì. Giá trị nhỏ nhì ở bài toán này là số 2. Nó xuất hiện hai lần. Đây là thằng R max. R max 2. R min. Bạn. R min 2. Đấy. Vậy từ đây thì ta nhận thấy rằng kết quả của bài toán nếu mà số lượng của thằng R max 2 mà bằng 1 thì khi đó ta lấy thằng R max nhân R max 2. Bố cảm ơn con trai của bố. Các Con ra bảo các bạn chờ thầy tí. Mấy thằng quát con nó lại trèo lên đây mình. Rồi ta thực hiện tiếp nhé. Ta thực hiện tiếp. Như vậy thì bài toán quay về bài toán tìm R max, R min, R max 2, R min 2.
Vậy thì để làm thì kết quả của bài toán của chúng ta nó có ta có thể xét được các cái trường hợp. Vậy thì bài toán này nó khá hay. Vậy đi khi mà làm được cái cách hai này thì khả năng có giải nhì rất cao. Vậy thì ta sẽ làm như sau. Quay về bài toán tìm giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhì, tìm giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị nhỏ nhì và đếm số lượng của các thằng. Vậy thì ta sẽ thực hiện như sau. Ở bước 1, ta sẽ thực hiện bước 2 này. Ta sẽ thực hiện cái công việc lần lượt các công việc này. Đấy. Tìm giá trị lớn nhất, tìm giá trị rồi. Sau đó đến bước 3 thì mình giả sử mình tìm được các cái giá trị này rồi, đếm số lượng R max thì lưu vào thằng D max. Đấy, đếm max. Giá trị lớn nhì rồi, đếm số lượng phần tử R min thì lưu nó vào D min. Đó, lưu số lượng phần tử nhỏ nhất. Vậy thì bây giờ ở bước 3 thì mình mới bắt đầu nhận xét nếu cái thằng D max mà lớn hơn 2, lớn hơn bằng 2 thì chứng tỏ dãy số này có xuất hiện hai số lớn nhất trong dãy số, thì khi đó ta khởi tạo biến red thì bằng là thằng là an bằng thằng r max nhân với thằng r max, bởi vì đây là hai thằng lớn nhất. Được rồi. Ngược lại thì red của mình ta sẽ khởi tạo nó bằng là thằng khi ngược lại, tức là biến số giá trị lớn nhất nó chỉ xuất hiện một lần. Vậy thì kết quả của bài toán là đó chính là số lớn nhất nhân với số lớn nhì. Vậy thì ta có R max nhân với thằng R max 2. Đó là ta thực hiện là khởi tạo rồi. Ở bước 3 thì ta mới bắt đầu thực hiện cái công việc là nếu cái thằng D của D min, thế thì thầy gọi thằng này là Z1 nhé, thằng này là Z1 đấy. D min mà lớn hơn và bằng 2 thì chứng tỏ dãy số này có hai giá trị nhỏ nhất, ví dụ như là số giá trị âm 5 đấy, nó có hai số nhỏ nhất có giá trị bằng nhau. Rồi vậy thì d min nó sẽ bằng 2 thì ta sẽ thực hiện công việc thì ta sẽ thực hiện công việc nếu d min lớn hơn 2 thì chứng tỏ có xuất hiện hai giá trị nhỏ nhất. Vậy thì thằng z2 sẽ bằng là R min nhân với R min. Ngược lại thì chứng tỏ thằng R min nó chỉ xuất hiện một lần, vì nó xuất hiện một lần nên kết quả của bài toán ở cái khả năng thứ hai đó là nó lấy thằng R min nhân với thằng R min 2. R min là giá trị nhỏ nhất, R min 2 là giá trị nhỏ nhì, lấy hai thằng số âm nó nhân với nhau. Vậy thì lấy kết quả của bài toán kết quả thì nó sẽ là bằng giá trị lớn nhất của thằng Z1 và thằng Z2. Đấy. Đấy, Z1 và Z2. Trông thế thôi, nhưng mà bây giờ ta bắt đầu thực hiện chia thành các cái bước nhỏ nhá. Bước nhỏ đầu tiên của thầy trò mình là đi tìm giá trị lớn nhất và đếm số lượng phần tử lớn nhất. Vậy chỗ này thì ta sẽ duyệt y chạy từ 1 cho đến n và ta thực hiện gắn r max thì bằng max của thằng R max với thằng AI. Ta có thể so sánh hoặc là ta sử dụng hàm max cũng được. Trước đó R max ta khởi tạo bởi một cái giá trị thì vô cùng bé. Các biến quan trọng ta nên khai báo ở đầu chương trình. Vậy ta đã tìm xong thằng R max. Ta đã tìm xong thằng R max. Rồi cái thứ hai thì ta có thằng R min. Để đi tìm giá trị lớn nhì của dãy số, giá trị lớn nhì của dãy số đó là các cái giá trị mà nhỏ hơn giá trị lớn nhất và lớn hơn tất cả các phần tử còn lại. Giống như bạn cao thứ nhì ở lớp là bạn thấp hơn bạn cao nhất và cao hơn tất cả các bạn còn lại trong lớp. Vậy thì thầy gọi R max 2 khởi tạo bởi một cái giá trị, đây cũng là giá trị 1/9. Rồi bây giờ thầy cũng thực hiện cái duyệt y chạy từ 1 cho tới n và thực hiện cái công việc nếu thì cũng không ta phải thêm một điều kiện nữa. Nếu thằng AI của mình mà lớn hơn thằng R max 2 tại thời điểm này và thằng AI phải bé hơn thằng R max. Phải bé hơn thằng R max nhé, bởi vì nếu nó bằng R max thì AI là thằng giá trị lớn nhất rồi. Thì ta gắn R max 2 bằng thằng AI. Vậy thì đây là giải thuật để đi tìm giá trị lớn nhì của một dãy số. Do đó có thể các em sẽ gặp một cái bài cho n và dãy a1 a2 an.
Hãy tìm giá trị lớn nhì của dãy số. Hoặc các em gặp một bài toán cho n và dãy A1, A2, A n, tìm giá trị lớn nhất và đếm số lượng giá trị lớn nhất. Rồi, đây R mắt là giá trị lớn nhất nhé. Rồi bây giờ ta có thêm một cái thao tác nữa là thao tác đếm số lượng phần tử đạt giá trị lớn nhất. Vậy ở đây ta có thao tác này là tìm giá trị lớn nhất. R mắt. Rồi. Việc thứ hai đó là đếm số lượng phần tử đạt giá trị lớn nhất. Thầy lưu nó vào đếm mắt. Để đếm thì ta vẫn khởi tạo đề thằng đếm mắt này bằng không thôi. Đấy, và ta thực hiện công việc là duyệt từ đầu dãy số cho tới cuối dãy số. Nếu thằng AI nào đó mà có giá trị bằng thằng đếm mắt, so sánh bằng, có hai dấu bằng nhé, bằng đếm mắt thì chứng tỏ rằng thằng AI chính là thằng đạt giá trị lớn nhất trong dãy số, thì à quên, không phải đếm mắt, bằng thằng R mắt bằng giá trị lớn nhất thì thằng đếm mắt của mình sẽ tăng lên một đơn vị. Đấy. Sau khi thực hiện xong thằng này, ta thu được D max là số lượng phần tử đạt giá trị lớn nhất. Ví dụ như dãy số 1, 2, 3, 3, 5, 5 thì có hai số 5 xuất hiện. Và con cầm xuống đi quay phim chụp ảnh. Đúng rồi, cầm như thế. Rồi ta sẽ thực hiện xong cái việc thứ hai tìm giá trị lớn nhì. Đấy, vậy bài này nó là tổ hợp của các bài tổ hợp, nó có rất nhiều các kỹ năng. Rồi sau khi tìm giá trị lớn nhì xong rồi, bây giờ ta đi thực hiện cái công việc tìm giá trị nhỏ nhất của dãy số. Để tìm được giá trị như... ở đâu đấy?
Rồi, do một số các bạn lên mạng thì ta sẽ tiếp tục cái video bài này. Ta tìm RMax và đếm số lượng phần tử RMax, vậy ta lưu được RMax là giá trị lớn nhất. Ta tìm được phần tử đếm được số lượng phần tử đạt giá trị lớn nhất, ta lưu nó vào trong DMax. Rồi. Kế tiếp ta tìm giá trị RMax2 là giá trị lớn nhì của dãy số, và ta nhận thấy nếu thằng RMAi lớn hơn RMax2 và AI nhỏ hơn thằng RMax, tức là nó phải khác thằng giá trị lớn nhất thì ta mới cập nhật thằng RMax2. Khi đó RMax2 sẽ thu được là giá trị lớn nhì của dãy số. Bây giờ ta đi tìm Rmin thì tương tự như tìm Rmax, thì từ chúng ta cũng sẽ thực hiện cái công việc là khởi tạo Rmin bởi một cái giá trị vô cùng lớn. Thì khi đó ta thực hiện cái công việc là duyệt từ đầu dãy số cho tới dãy cuối dãy số, chạy từ một cho đến n, và ta gắn Rmin bằng cái min của thằng Rmin với thằng AI, thì đó ta thu được Rmin là giá trị nhỏ nhất của dãy số. Bây giờ ta thực hiện cái việc thứ hai là tìm giá trị nhỏ nhất của dãy. Rồi. Kế tiếp nữa ta thực hiện cái thao tác là đếm số lượng phần tử đạt giá trị nhỏ nhất. Đấy, ta lưu nó vào dmin. Để đếm số lượng các phần tử đạt giá trị nhỏ nhất, các em sẽ thực hiện công việc là duyệt từ đầu dãy số cho đến cuối dãy số, và thực hiện công việc nếu cái thằng A thứ Y mà có giá trị bằng thằng Rmin thì chứng tỏ rằng nó là một phần tử nhỏ nhất. Vậy thì ta có đếm Rmin, thầy gọi là dmin, tăng lên một đơn vị. Trước vòng lặp for, các bạn nên khởi tạo dmin bởi bằng không, và bởi vì ta đang tính tổng an. Thì mỗi vòng là mỗi lần ta tăng d lên thì rõ ràng đó là d bằng d cộng 1, nên ta khởi tạo b bằng 1. Vậy ta tìm được giá trị nhỏ nhất rồi. Bây giờ ta tìm giá trị nhỏ nhì của dãy số, tương tự như tìm giá trị nhỏ nhất. Ta bắt đầu ta thực hiện cái thao tác duyệt từ đầu dãy số đến cuối dãy số. Duyệt y chạy từ 1 cho đến n. Đấy. Thì bắt đầu ta có r min 2 phải tạo bởi một cái giá trị vô cùng lớn 1,9. Duyệt từ đầu dãy số đến cuối dãy số, nếu thằng AI của mình mà lớn hơn thằng r min à mà bé hơn thằng r min 2. Và cái thằng AI của mình phải lớn hơn thằng Rmin, tức là nó bé hơn thằng Rmin 2 nhưng mà nó phải lớn hơn phần tử bé nhất, thì khi đó mới nó mới là có khả năng là phần tử lớn nhì, à bé thứ nhì. Vậy thì là gắn Rmin 2 có giá trị bằng thằng AI. Đấy. Đấy, Rmin 2. Cố gắng sử dụng các biến chữ thường để gọi cho nó nhanh. Rồi tới đây thì bây giờ ta sẽ thể thực hiện yêu cầu của bài toán. Nếu d max lớn hơn 2, chứng tỏ số này có hai số lớn nhất, thì z một khởi tạo bằng tích hai số lớn nhất. Ngược lại thì nó chỉ có một số lớn nhất, vậy thì nó sẽ nhân với số lớn nhì. Ở bước 4, nếu mà d min lớn hơn 2 thì nó có ít nhất hai số nhỏ nhất, vậy thì kết quả bài toán có thể là hai số âm nhân với nhau. Ngược lại thì nó sẽ là số nhỏ nhất nhân với số nhỏ nhì, và kết quả của bài toán đó là cái giá trị hai thằng này nhân với nhau. À, rồi như vậy thì
À, chúng ta tiếp tục nhé. đi Như vậy kết quả của bài toán thì nó sẽ là giá trị lớn nhất của thằng măng 1 và măng 2. Rồi, như vậy trên đây là ý tưởng giải thuật để làm cái bài của cái bài toán này. Là các bạn thấy ý tưởng rất hay và các em hoàn toàn có thể cài đặt nó theo cái cách sao tăng hai này. Rồi đi tìm giá trị lớn nhất, lớn nhì, nhỏ nhất, nhỏ nhì theo cách trên. Độ phức tạp của giải thuật là ON. Do đó kết quả của nên ta cũng lưu ý các cái giá trị khi ta tính toán ta phải ép kiểu dữ liệu. Cần để ép sang kiểu dữ liệu long long. Cần ép sang kiểu dữ liệu long long. Và cái thứ hai nữa thì nếu thực hiện theo cách này thì ta thấy độ phức tạp của giải thuật, ta có độ phức tạp của giải thuật. Ta thu được độ phức tạp của giải thuật là ô của N. Với N chạy đến tới được 10 số. Được, bạn bánh xếp vào này. N nhỏ bằng 16. Và với giới hạn của đề bài như thế này thì ta đã hoàn toàn giải quyết được bài toán nhé. Rồi kế tiếp nữa, ta có bài toán để thầy để kiểm tra xem thời gian còn đủ để chữa không. 11 phút nữa mới có còn đủ thời gian. Và nếu ta tôi nhanh vẫn kịp. Rồi như vậy thì ta sang bài kế tiếp, bài số 4, bài vị trí số nguyên tố. Cho n và dãy A1 A2 AN sẽ đưa ra vị trí các phần tử là các số nguyên tố. Nếu không có số nào thì ghi ra trừ 1. Nếu không có số nào thì ghi ra trừ 1. Nhé, đi vào phòng chị. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện là AI là 10 mũ 6, N nhỏ hơn 10 mũ 5, đưa ra vị trí các phần tử là số nguyên tố. Vậy thì ở bài toán này ta nghĩ ngay đến việc là tổ chức hàm kiểm tra tính nguyên tố. Duyệt từ đầu dãy số đến cuối dãy số nếu nó là số nguyên tố thì ta đưa vị trí của nó ra. Nếu AI là giá trị thì Y là vị trí. Vậy thì ta sẽ sang bài quá. Bài 2 các bạn cố gắng nha. Ở bài 3, bài 4. Bài 4 vị trí số nguyên tố. Vậy thì ở cái bài toán này thì ta sẽ lấy mô hình của bài toán trên ta Hôm sẽ nay này giải của bài toán. Ý tưởng của giải thuật. Đề bài là yêu cầu đưa ra vị trí các phần tử là số nguyên tố, nhập n yêu cầu đưa ra vị trí các số đời nguyên tố trong dãy. Nếu không có không ghi ra trừ 1. Ghi ra trừ 1. Rồi bây giờ đề bài thì để đưa ra được các để thực hiện yêu cầu là đưa ra được các số thì ta tổ chức cái hàm nguyên tố của một cái số nguyên dương u để kiểm tra tính nguyên tố, để kiểm tra tính nguyên tố của u. Khi đó ta thực hiện cái duyệt, khi đó với mỗi số, ai ta kiểm tra tính nguyên tố của nó. Nếu nó là số nguyên tố thì ta đưa y ra, y là vị trí ra. Vì kết quả, vì có thể không có một số nguyên tố nào trong dãy nên ta sử dụng kỹ thuật cầm cờ.
nên ta sử dụng kỹ thuật cầm cờ để phát hiện trường hợp. Vô nghiệm. Vậy thì với cái ý tưởng như thế thì ta sẽ làm cái thuật toán một như sau. Bước 1 nhập n vào dãy A1, A2, AN. Bây giờ ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt. À. Cái này rồi. Hai bằng bốn, bốn về một bằng không, Đã. bốn Còn hảo lắm rồi đây đây. À, 4 với 1 bằng 0. Duyệt y chạy từ 1 trước về. đến n. Bắt đầu ta sẽ khởi tạo biến cầm cờ P, kỹ thuật cầm cờ đấy, flag bằng 0. Duyệt y chạy từ 1 đến n nếu nguyên tố của thằng AI mà bằng chu. Chứ bằng chu các bạn nếu y là số nguyên tố. Thì ta sẽ thực hiện hai việc. Việc thứ nhất, khởi tạo biến cầm cờ rằng A có một số nguyên tố. Việc thứ hai, đó là ta xem ra chỉ số của nó. Ở trong bài này thì ta thấy các chỉ số của nó đang viết trên cùng một hàng. Đấy, viết trên cùng một hàng nên ta xem nó. Rồi sau khi đưa ý ra xong thì ta sẽ đóng ngoặc lại. Tới sang bước 3, ta nhận xét biến cầm cờ. Nếu biến cầm cờ của mình mà vẫn bằng không thì điều đó chứng tỏ không có số nguyên tố nào phải không có số nào số nguyên tố thì ta đưa ra trừ một. Làm theo cách trên thì ta nhận thấy vòng for này mất n phép tính, vòng kiểm tra tính nguyên tố mất căn bậc 2 của số cần kiểm tra. Thì cái số cần kiểm tra lớn nhất là số R max là giá trị lớn nhất của mạng. Từ đó thì ta nhận định luôn là độ phức tạp của giải thuật là ô của n nhân căn bậc 2 của R max, ô n nhân căn bậc 2. Căn bậc 2. Vậy thì khi đó đề bài có thể chạy lên được với n nhân căn r max nhỏ hơn 10 mũ 6 là n có thể chạy được nhân với n. Trong đó r max là giá trị lớn nhất của dãy số. Đấy, nhỏ bằng 10 mũ 6. Như vậy thì ta đã giải quyết xong được cái bài toán này. Tuy nhiên thì ta nhận thấy với chi phí theo giới hạn của đề bài, n người ta cho 10 mũ 5, căn r max là 10 mũ 6 là 10 mũ 8 thì chi phí nó cao quá. Trong một giây máy chấm bình thường nó chỉ chạy lên tới 10 mũ 6 phép tính. Do đó ở bài toán này ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái giải thuật thứ hai gọi là giải thuật sàng nguyên tố. Vậy thì với cái ý tưởng này thì ta sẽ sang cái giải thuật thứ hai. Ta sang qua thuật toán này. Ở giải thuật thứ hai thì thay vì kiểm tra, thay vì sử dụng hàm nguyên tố để kiểm tra tính nguyên tố của ô thì ta chuẩn bị sẵn sẵn mạng FI lưu trạng thái Còn nó đâu là đấy. hấp dẫn Thì khi đó bằng giải thuật sàng nguyên tố, sàng nguyên tố Eratosthenes, gì sàng nguyên tố Eratosthenes nó sẽ trả về là số lượng số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 cho tới giá trị cần sàng với độ phức tạp là ô của giá trị cần sàng đấy. Và khi đó thì ta sẽ vẫn lưu ý cái trường hợp biến cầm cờ nhé. Vậy thì bước 1 thì ta sẽ thực hiện gọi giải ở bước 2. Sau khi nhập n thì ta thực hiện là tìm r max là giá trị lớn nhất của mảng. Đấy, thầy hay sử dụng như vậy thì r max ban đầu khởi tạo bởi một giá trị vô cùng bé. 1 e 9. Trong quá trình làm nếu có sai sót đâu thì các bạn sửa lại cho thầy nhé. Bởi vì nhiều khi nó tua nó hơi nhanh thì nó sẽ có những cái lỗi tôi không thể tránh khỏi nhưng cố gắng là không có lỗi nào. Rồi ta tìm được giá trị lớn nhất của mảng rồi. Sau khi tìm được giá trị lớn nhất của mảng xong thì ta sang bước 3. Thì ta thực hiện yêu cầu của bài toán là ta khởi tạo
P bằng 0 trượt. Khi đó để kiểm tra AI là số nguyên tố hay không thì gắn F của thằng AI đấy, có bằng chu hay không. Nếu nếu bằng chu thì ta thực hiện khởi tạo P bằng 1 và xe thằng Y để ra đấy. Sau đó ta thực hiện cầm cờ như mọi khi. Làm như trên thì độ phức tạp của giải thuật ở đây ta for đến n, ở đây ta gọi giải thuật ở đấy. Sau khi tìm Rmax xong, bước 3 ta gọi cái thằng sàng Eratos cho tôi giá trị Rmax. Đấy. Cái sàng này do giải thuật sàng nguyên tố các bạn có thể tự cài đặt đấy nhé, và tham một tham số đầu vào như đây. Sau đó ta mới bắt đầu thực hiện bước 4 là thực hiện yêu cầu này, và bước 5 đưa ra giá trị cầm cờ. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh giá độ phức tạp. Độ phức tạp của giải thuật for trên mất ON phép tính để sàng nguyên tố thì mất O giá trị cần sàng là ORmax. Vậy thì bài toán chạy được với N cộng với Rmax nhỏ hơn là bằng 10^16. Vậy nó bằng max của thằng này. Vậy nói chung là giải thuật làm theo giới hạn của đề bài là full điểm. Nha. Đấy. Như vậy thì đây là cái cách thứ hai để làm cái bài toán này. Như vậy ở trong cái đề ngày hôm nay các bạn nhận thấy trong cái đề thi thử phần thứ nhất, cái bài đề thi số 1, đề thi gồm có 4 câu, thời gian là 150 phút. Có các bài liên quan tới tìm giá trị lợi nhỏ nhất, đi tìm ước chẵn, rồi tìm giá trị lớn nhất, lớn nhì, nhỏ nhất, nhỏ nhì, bài kiểm tra tính nguyên tố, sàng nguyên tố. Và ta thấy rằng đề này nếu làm trong 75 phút các bạn cũng phải làm rất hết rất khá vất vả. Vậy thì chúc các bạn sẽ thành công và có thể cài đặt nhé. Các bạn nộp bài lên server jusolen.ddns.net và có trên trang jusolen.ddns. Video bài giảng thì thầy gửi up trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thanh. Các bạn nào chưa có tài khoản đăng nhập thì và các bạn nhớ nhắn tin Zalo của thầy là 0854518333 nhé. Rồi, như vậy hôm nay chúng ta đã chưa được cái bài đề tuyển tập nằm trong cái tập tuyển tập đề thi và truyền tin. Chúc các bạn thành công. Các bạn nào có nhớ, muốn đăng ký học với thầy thì hãy nhắn qua Zalo với thầy nhé. Hy vọng thì chúng ta sẽ cùng được học tập cùng nhau. Rồi, chúc mọi người thành công. Rồi, chào các bạn.